mọi người đã quay trở lại với video của chúng tôi. Và hiện giờ đây là tôi đang đi nướng cá các bạn ạ. Nướng cá ở trong suối, sát bờ suối đây.
Hôm nay em anh con đi làm chuyến biển ông nhỉ? Đi biển để chơi ấy. Có nghĩa là Thiên quay được ở ra biển, Thiên quay được lên mua Thiên nghỉ thế nào? Chủ yếu đi chơi thôi. Đi gì vậy? Hả? Nhà nghỉ phòng với ba người kiếm xe ngon ngon nữa, không phải chạy chó cường. Hai xe chỉ. Cái máy bị rồi. Ủa, đây là cá, rau cua làm luôn. Mới bắt cho mà. Mua ăn con mạnh. Nhưng mà. Ở kia có cái ổi gì nhỉ? Xong cái video nó quay khoảng độ 5 phút. 5 phút cứ đi con lên kia thôi, cầm máy từ đây về. Hả? Hả? Quay cái 3 phút rồi nó từ đây cầm về. Ờ. Không được. Về là nhau, về nhau không nói gì ạ. Nghe mọi người anh lời rồi. Giáp anh thôi. Giáp tiếp rồi, giáp. Tìm cái máy ngon ngon đó, mấy đừng thì nói thủ này một video đẹp ngon đâu rồi, xin tôn nói mai làm bột xịt xong rồi còn là chuối còn là chuối đó rồi đứng làm gì mà nó kêu mà quay đi, nó kêu đi, nó cho bữa nào rồi, đi cho mặt cá mà, cho đỏ, báo đừng có tắm nữa, nó kêu đi. Chúng mày đã dám cầm sâu mốc gì hả?
của gì dám cầm được sâu mốc. Con sâu to ngón tay này, cái loại ấy mà chạm vào ngứa, mà biết cách ngày xưa con anh dọa cho. Đấy sâu bần nẹt. Đấy bần nẹt. Loại mốc nó độc nó bọn nẹt. Đi xuống kia đi cơ. Thế đi xuống cho thằng Sơn đi. Ở dưới kia có một canh không hay rút bỏ không? Thế thôi. Nơi của mình nó phải cá to, chiên cá to, nó phải hu hu hi hi. Của mình nó mua cho mẹ bốn con ngoài to lắm, mẹ nướng, mua con vỉ đó. Mấy cái này con vỉ thì nướng xiên que, đẹp đẹp đẹp. Này em tính, làm mấy thứ. Nam kênh của mình ấy, là lúc đấy mấy lem anh ấy, quay vào mấy từng vế xong rồi mới phải cắt ghép cẩn thận chứ có phải mới thấy đăng lên đâu. Đoàn mới đi chặt tre để mấy mấy ấy để mấy lem xiềng nó nói kẹp có thể ấy đâu. Đoàn mới rửa cá các thứ có phải là ấy không? Anh lắm luôn. Nó ăn thì anh có ăn không? Thân được ăn. Đó là miếng không được ăn. Đâu có ăn thì để máy đứng đấy. Con quay đấy, anh đang quay. Hả? Ờ đấy đi bảo ông Lục Nam ấy đi chặt chè thì anh quay mới chặt chè à, quay nướng cá đi, quay mới nướng cá, quay mới bố mới biết rồi, mày bố mới đi quay bao nhiêu ngày tháng dày ra như đấy. Thật ra những cái chỉ có làm cái video ở trong băng của bài của nó xem nhiều dai quá, dai quá 20 phút thôi con đá.
hiểu. Mãi mới được 17 phút anh ơi. Cương đôi lúc lòng nào. Đây để máy quay rồi đôi lúc đứng. Alo, tối nó nói hay cà phê đây. Tối Sơn nói hay cà phê. Thế chị ba nhà mấy người có nào cho nói ngày hôm nay cà phê luôn. Lúc này công điện thoại với người nhắn nhắn thì về quay ngoài bên ngoài. Vậy chưa, đây đây nghe đi mẹ đứng này. Quá lì đi thôi. Đi kéo đi. Anh nó chưa được chăm được từ lâu mà còn dãi đó mới ăn đồ con chạy chạy thành chén đi hả lên thanh xuân của người anh yêu anh đã hỡi anh chẳng ở thằng Sơn kia mày lại cứ dịch nữa nhỉ tay mày ấy gì đi cường ơi không quay nữa không quay nữa quay đi hả sáu giờ mới về cơ quay tiếp đi quay luôn đi. Cương bỏ máy ra kia nào. Nào, tao xử lý cái ấy này này. Nó đang quay nó lấy
cháo ha. Có mỗi chỗ này ngồi mẹ view đẹp để tôi ăn uống mà chúng mày lại ấy. Chị đang tạo dáng lên đi đưa. Hả máy gì lên kia? Từ dáng lên kia đi. Đi. Kia đi. Máy nó quản đi. Anh con của người em. Em. Đi có chụp ảnh chim nhá. Không đi lên tả lá to kìa. Được chưa? Mời mọi người nhá, cáo mình nhá. Mẹ nó ngon. Đây á. Ờ. Nó nằm bò chúi đầu chúi liền à. Nó lao xuống ấy. Nó lao xuống đâu. Lao với chú con. Chú có bé không? Đây là cổ chuột. Ngon quá. Thằng Diêu. Con Hoàng ơi. Chuột này rồi. Chuột này. Rồi. Anh cho chuột lại. Nhưng mà ảnh thế này anh Jim á. Tay mày nè. Tưởng cái vầy hết mẹ còn cá. Ai cũng quan nhất à? Mày nè. Còn đây đấy. Nước mắm thì giống ngấm vào. Không ăn được cua mấy con thôi. Mổ cho bộ sáng. Mổ rồi.
nào có ruột không? Có. Con nào có ruột? Đấy là con được viên đấy. Con nào có ruột đâu? Con có được viên mà. Con này có. 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 Thì cua răng có mở không? Không. Thế? Con bảo cá cơ mà. Cá đi, có một con. Con gì con nào? Con cá. Đi lên chi tiêu bơm rồi. Đi về ra được chăn mươi. Mươi mình sẽ tiếp tục. Cầm một cái mắm tôm dừa à, cái dừa từ đầu là cày đến tận đâu. Ui, đứng lên. Sơm này tôi đã làm em rồi. Đây là được cái kim á. Mình không để mình quay đâu. Mình quay bên Dubai này. Có 20.000 nữa mà. Để ngoài thành kinh luôn hãy ăn như chưa từng được ăn thấy không làm đi rồi nó về thế là xong rồi nó vào đi thôi. Hay quá. Ăn chắc hứa là cái gì? Xương đuôi. Có dẹp 35.000 đấy. 35.000 đấy. Định mua đôi 10.000 đấy thì vẫn đi làng mua đôi 10.000 đấy thì vẫn đi được hai hồi lại có mày. Ba mươi lăm nghìn là hơi giàu ấy. Dép xem bao nhiêu? Cô à? Mấy chục liền gì? À, 40. Chưa được còn mua đấy. Cái tay của mày. Tí về mẹ mày chửi do. Chửi lại. Khen, đừng ngại. Yeah.
được đi, đi được đi. Ờ. Cái áo này 200.000 logo V mọc mặc ba hôm bùng áo 20.000 mặc logo mãi ở bùng đâu cái logo nó tự nhiên bùng lần hai đi anh có hai bộ của cái hãng rồi thành cái cơn. Đúng rồi, thì được thành cái đấy. Mấy tay mà có cái tay với chân của mày nó có xanh được tí nào không? Không. Nó trắng thêm một tí nào không? Mấy tao mà có rồi á. Đấy, nó tay lại nó người nó đây đây tối cắt về cái đoạn nhảy ra đang luôn tối nào nào vào đi lấy cái ấy á, là cái cây mà chọc vào mà chưa chưa hả cái gì tao này nó tạo vậy á. Ok. Đường đi chơi đâu mà đi. Bữa nay mày đi tắm hay đi đó? Bữa nay đi tắm khác đi chơi khác đi. Mày được ăn cua nó to rồi đúng không? Ờ đúng rồi. Khi công bằng lúc đấy là đang ở bên Đơn Phượng nha. Ai gọi em Bắc Thanh gọi là về là không về được. Cái cua đấy ở đâu ra? Hả? Cua đấy ở đâu ra? Cua đấy á? Ở biển. Biển á? Thế đâu rồi Hà Lâm? Ờ đúng mà không ăn gì. Thế ai ăn gì? Hà Lâm ăn đúng không? Trang. Bông, tâm, ăn gì? Hầu như là cả nhà cũng mới đi, ai bắt được. Hai con cua mới chấm nhĩ, bảy đồng nhĩ. Bao nhiêu? 700. Con cua to thế nào? Con được con ghẹ chứ. Một con cua nó để to bằng này. Cái càng nó bằng cái này là cái thịt nó bằng cái này. Thì đấy là con cua. Hai con 700 ml. Cua hoàng đế nước ngoài nó chỉ ăn cân thôi. Hoàng đế đắt lên mà. Không nhưng mà anh thích ăn tôm hơn tôm. Nó làm bằng nuôi đi đấy.
ăn cá thủy loại. Đó, mua loại một cân hai con, 5-5 con. Mày cắn ngập mồm anh đợt anh mua loại một cân 3 con ăn ngập mồm cắn ngập mồm. Chiều hai được 9 con à. Ở chiều hai được 6 con. Là 800 à, chiều mốt 500 thương một tuần chiều mốt được 6 con. Wow, con sống mới về sống mới nào. Con ơi! Vâng! Làm gì vậy? Mang chẻo lấy bơm. Ôi, tới đây. Mưa hả? Không mấy. Mày có mấy như đường không? Nào, ướt. Ướt đâu? Chị này. Yeah. Thế 3 phút rồi. 2 phút. 2 phút, 2 phút thì thôi. Mấy 2 phút thôi chị. 2 phút thì thôi. 2 phút đi. Thôi 2 phút đi thôi, cái 2 phút đi thôi, cầm mấy nơi thôi. 2 phút không rồi. 2 phút bỏ. Cầm ấy nhá. Mới chai nước này. Hai chân này. 20 phút của em đói. 20 phút đó. Ừ. 2 phút đi. 20 phút à, 20 phút thì để thấy ngồi mẹ tí nữa đi cho 30 phút thì về. Mày giặt kìa mà ngồi mày lên chạy cân đi. Và bây giờ là anh em chúng tôi là bắt đầu chuẩn bị xuất quân là đi về nhá mọi người nhá. Thế thôi, trả lại sự bình yên của núi rừng nhá. Cho mấy đứa trẻ con nó vào nó quậy thế là đã đủ rồi. Nó tắm đến nỗi mà nước, nó tắm xong cái mà nước đi ra mà ốc nó chết hết. Thật là ở nhà thì rất là nóng nhưng mà lên suối này cái lên xuống tắm thì nước lạnh
kinh khủng luôn mọi người ạ. Thế là mình không dám tắm, mình xuống nước cái mà lạnh quá. Cái này 50. Cây khô. Đây có cây gạo này. Thế nào đâu? Cua? Cua đâu á? Mùi nó ngai ngái mà hắc hắc mà. Đưa một bảy thôi. Đưa máy cho ấy, cho thùng sơn nó cầm đi. Sơn lên đấy thì cầm máy đi. Mấy kia kìa, kéo vào xe. Không. Bốn lăm. Cường ơi, đưa cho Sơn cái máy đấy đi. Đưa cho Sơn đi. Này phải ngồi sau mà cầm. Hả? Đấy mày sơn cấp 2 chân quay Cường ơi, mày đưa cho Sơn ấy đi xuống cầm cái máy này đây. Lái xe em toàn không đói. Lái xe em toàn không đói. Mày nó tức nhè. Dạ.
xuân của người con gái em yêu lắm, em nhớ rằng rất là gọc gầy. Bao nhiêu đất nhỉ? Mỗi năm nó thôi. Trận mưa có bao nhiêu xuống. Núi lại thấp dần, dưới lại cao lên. Thì đi là nó sẽ dễ hơn. Đánh bão đấy. À. Mỏng dọc đường kéo kéo lên này.
Cái bóng à. Đây chú rộng cá. Mexico. Riêng. À riêng. Mình phải xe bằng E2 nhưng không phải A2 không phải A1. A1 luôn. Lên được không rất may là lên được à. 8 Hà Tây. Hả? Hà Tây, Ba Vì là Hà Tây. Hết chưa?
bên kia quả núi nhỏ nhỏ này này. Ba quả núi nhỏ nhỏ. À. Gần nhưng mà đấy. Gần. Nhà hai xã này nó giáp nhau mà. Giáp nhau quá. Bố mày cũng hay đi câu cá thế à? Hả? À, bố mày hay đi câu cá thế à? Bố nào? Bố mày. Bố chứ hả? Ờ. Chú chứ, bố đâu. Bố mày. Hơi chuyên nghiệp đấy. Một tuần câu 5 lần. Bố mày vừa ở trên quê à? Hả? Bố mày ở trên quê à? Bố đẻ trên quê. Quê à? Chú. Bố đẻ quê làm gì trên quê? Bố đi làm. Xoay. Đi quê, bây giờ trên quê thì ở nhà thôi. Hiểu, ai gọi này? 3575. Anh Quảng gọi à? Ờ. Video tôi đến đây kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Ấn bỏ bên.